Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 6 nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem dùm sau bài giảng hôm nay. Như vậy là hôm trước thì thầy đã hướng dẫn các em làm phần trắc nghiệm của đề thi học kỳ 2 toán lớp 6 sách giáo trình sáng tạo đề 1. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp phần tự luận tiết số 2 nha. Còn em nào mà mình chưa xem được cái đề này thì các em sẽ vào kênh của Hải Liêm các em xem toán lớp 6 đề thi học kỳ 2 sách chương trời sáng tạo nha. Tiết số 1. Bây giờ mình sẽ học qua tiết số 2, chính là phần tự luận nha. Như vậy là hôm trước mình sẽ làm xong tất cả các câu của phần trắc nghiệm và trong này. Giờ như vậy là hôm trước mình đã học làm tất cả 20 câu của phần trắc nghiệm đoạn này. Bây giờ mình sẽ qua phần tiếp phần tự luận. Câu số 1, tính giá trị của biểu thức. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 câu A trước nha. Giờ mình sẽ làm câu A trước. Mình sẽ viết là cái đề 152,7 cộng cho 2021,19 cộng cho 7,7 trừ cho 2021,19. Thì mình thấy là có hai số giống nhau như một cái dấu cộng dấu trừ. Nên mình sẽ nhóm hai số này lại. Và 152,3 mình sẽ nhóm với 7,7. Đúng không? Mình sẽ làm thành hai nhóm nha. Ở đây mình sẽ xuống dòng cho các em dễ xem nha. Nhóm thứ nhất là 152,3. Mình sẽ cộng với 7,7. Nhóm thứ hai sẽ là 2021,19 trừ cho 2021,19. Bà. Giờ như mình sẽ lấy hai số này cộng lại, nhưng mình sẽ tính nhập được. Mình sẽ lấy 2 phần 10 cộng 2 phần 10. 3 cộng 7 là 10. Viết 0 nhớ 1. Chứ phải viết 3. Giờ hàng đơn vị 2 cộng 7 là 9 khi 1 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng chục 5 này khi 1 là 6. Hàng trăm số 1 viết lại kết quả là 160. Đúng không? Giờ 160,0 thì mình sẽ để 160 không. Giờ hai số này trừ nhau sẽ bằng 0. Đúng này. Giờ 160 cộng 0 thì bằng 160 không. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B. Giờ mình sẽ viết là cái đề chứ nhé. 7 phần 15 nhân cho 3 phần 14 chia cho 13 phần 20 giờ như vậy là phép nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu ở đây mình giúp gọn được này. Đây là 7, đây là 14, mình sẽ chia tử và mẫu cho 7 thì trên là 7, trên dưới là 1 là 2 đúng không? 5 với 3 với 15 mình sẽ chia tử vào 1 cho 3 thì đây là 1. 1 nhân 1 là 1 đúng không? Như ở đây sẽ là kết quả là số 1. Như ở đây sẽ là số 2, đây là số 5, 2 nhân 5 sẽ là 10. Đúng không? Phép chia mình sẽ biến thành phép nhân. Giờ mình sẽ đảo ngược 13 phần 20 đảo ngược là 20 phần 13 đúng không?
giờ nhân hay phân số thì mình lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, nhưng mình rút gọn luôn nè. Mình thấy là 20 chia hết cho 10, 20 chia 10 được 2, đúng không? 1 nhân 2 là 2. Mẫu số sẽ là 13, kết quả là 2 phần 13, đúng như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm khích video thầy biết các em là đúng nha. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình tìm tỷ số phần trăm của hai số 12 và 15. Giờ câu này cũng dễ. Giờ tỷ số phần trăm. Của 12 và 15. Là. Như giờ tỷ số thì mình sẽ phần trăm thì mình sẽ lấy 12 chia 15. 12 chia 15 thì bằng bao nhiêu? 12 chia 15 thì các em có thể là lấy máy tính bấm cũng được, đúng không? 12 chia 15 thì được là 0,8. Giờ sau đó mình sẽ chuyển về tỷ số phần trăm bằng cách lấy số này nhân cho 100. 0,8 nhân cho 100 là được 80. Thêm dấu phần trăm. Kết quả là 80%, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Người ta kêu mình hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số học sinh ở mỗi lớp của khối 6 của trường trung học cơ sở. Các bạn sao? Như vậy bây giờ mình sẽ đi vẽ một biểu đồ cột nhé. Như vậy là mình sẽ có là lớp 61 thì có 38 học sinh. Lớp 62 là có 39 học sinh. Lớp 63 là 40 học sinh. Và sau 4 sẽ là 39 học sinh. Như vậy mình sẽ vẽ biểu đồ cột gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là thể hiện cho lớp 61 thì sẽ có là 38 học sinh. Cột số 2 là thể hiện cho lớp 62 là 39 học sinh. Cột số 3 sẽ thể hiện cho lớp 63 là 40 học sinh. Và cột số 4 sẽ là thể hiện số học sinh của lớp 64 là 39 học sinh. Giờ các em sẽ tạm dừng video và các em vẽ thử biểu đồ. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy là các em sẽ vẽ biểu đồ cột như sau nha. Như ở đây là gồm có 4 cột, cột của 61, 62, 63, 64. Giờ ở đây là những cái số này tương ứng với số học sinh. Đúng không? 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, 40 và 40,5. Như là cột 61 sẽ đến số 38 có nghĩa là 38 học sinh. Cột 62 đến số 39 có nghĩa là 39 học sinh. Cột 63 đến 40 có nghĩa là 40 học sinh. Và 64 sẽ có 39 học sinh. Đúng không? Giờ các em sẽ vẽ sơ đồ cột giống vậy nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video để biết các em làm đúng nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta nói là gieo hai con xúc xắc liệt kê các kết quả có thể để sự kiện tổng số chấm của hai con xúc xắc là một số nguyên. Giờ như vậy mình sẽ gieo hai con xúc xắc nha. Sau đó mình sẽ liệt kê các kết quả có thể dẫn đến sự kiện là tổng số chấm của hai con xúc xắc là một số nguyên. Đúng nè. Giờ như vậy thầy sẽ làm câu này như sau. Giờ như vậy trước hết mình sẽ gọi x nhé.
Gx là số chấm. Của một con một xúc xắc. Sau đó mình sẽ gọi y là số chấm của xúc xắc còn lại. Ta có, mình sẽ có x và y. Sao cho x cộng y là số nguyên. Và số nguyên này phải nhỏ hơn 12, đúng không? Về tổng số chấm của hai con xúc xắc là nhỏ nhất, sẽ bằng 12 không? Nên mình sẽ được các số nguyên nhỏ hơn 12. Giờ bây giờ mình sẽ liệt kê những kết quả có thể đạt được của x và y. Sao cho tổng của hai số chấm là một số nguyên và số nguyên đó phải nhỏ hơn 12. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ liệt kê các trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là 1 và 1. Khi 1 cộng 1 bằng 2 thì chính là một số nguyên. Trường hợp thứ hai sẽ là 1, 2. Thì trường hợp 1 cộng 2 là 3 cũng là một số nguyên. Đúng này. Trường hợp tiếp theo sẽ là 1 và 4. 1 và 4, 1 cộng 4 là 5 thì cũng là một số nguyên tố, đúng nè. Trường hợp tiếp theo sẽ là 1 và 6. 1 cộng 6 là 7 cũng là một số nguyên tố. Tiếp trường hợp tiếp theo sẽ là số 2 và số 3. 2 cộng 3 bằng 5 cũng là một số nguyên tố. Tiếp theo là 2 và 5. 2 cộng 5 bằng 7 cũng là một số nguyên tố. Đúng nè. Tiếp theo sẽ là trường hợp là x bằng 3, y bằng 1. Không được. 3 cộng 1 bằng là 4, không phải là số nguyên tố. Đúng nè. Như vậy ở đây mình sẽ trường hợp x bằng 3, y bằng 4 đi. Đúng nè. Thì 3 cộng 4 là 7, sẽ là một số nguyên tố. Trường hợp tiếp theo là x bằng 4, y bằng 1. Thì 4 cộng 1 sẽ bằng 5, sẽ là một số nguyên tố. Giờ tiếp theo là x bằng 5. Y sẽ bằng bằng bao nhiêu? X bằng 5, y sẽ bằng bằng 6 đi. Đúng này. 5 cộng 6 là 11, cũng là một số nguyên tố. Và tiếp theo là x bằng 6, y bằng 1. 6 cộng 1 là 7, sẽ bằng chính là một số nguyên tố. Đúng không? Như vậy mình đã liệt kê hết hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Đúng không? Như vậy là các em sẽ nghiên cứu xem còn trường hợp nào không. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Ở đây mình thấy gọi có trường hợp đây là 1,4, mình đây là 4,1 thì các em có thể bỏ cái phần 4,1 đi. Vì hai con xúc xắc 1,4 hay 4,1 đều là như nhau, đúng không? Nó chỉ quán đổi vị trí thôi. Thì hai con đó là như nhau thôi.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5, vẽ TOT, trên TOT lấy hai điểm N và N sao cho OM sẽ bằng 4 cm và ON sẽ bằng 8 cm. Câu A người ta hỏi là trong 3 điểm OMN, điểm nào sẽ nằm giữa hai điểm còn lại vì sao? Câu B thì mình sẽ tính MN. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không vì sao? Như vậy để được làm bài được bài này thì mình sẽ vẽ hình trước nhé. Các em sẽ vẽ một TOT. Mình sẽ lấy hai điểm M và N sao cho OM bằng 4 còn OM bằng 8. Đúng này. Giờ các em sẽ tạm dừng video và các em vẽ hình trước. Giờ sau đó thầy sẽ giảng tiếp nhé. Giờ thầy sẽ vẽ hình trước nhé. Như vậy mình sẽ vẽ một cái TOT trước. Đúng này. Vẽ TOT có nghĩa là một đường thẳng. Mình sẽ vẽ một cái đường nằm ngang đi. Đúng này. Giờ mình sẽ đặt điểm. Điểm này là điểm O. Đúng này. Giờ cho dải này. Giờ TOT. Điểm này là điểm O đi. Con đầu bên đây chính là T. Giờ sau đó mình sẽ chấm hai điểm sao cho OM bằng 4 cm. Từ O mình sẽ lấy qua 4 cm nhé. Mình chấm một điểm đúng nè. Chính là OM. Giờ từ O lý qua một đoạn bằng 8 cm chính là OE. Đúng này. Giờ như vậy là người ta hỏi là điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại thì mình thấy M sẽ nằm giữa O và N. Vậy OM sẽ nhỏ hơn OM đúng này. Như vậy câu em trả lời như sau. Giờ mình sẽ có là điểm M nằm giữa hai điểm O và N. Vậy mình sẽ có là OM sẽ nhỏ hơn OE đúng này. OM mình sẽ có là 4 cm thôi. Đúng này. 4 cm này. Còn OM thì sẽ là 8 cm đúng này. Giờ tiếp theo là câu B. Người ta kêu mình tính MN. Như vậy là mình thấy là M sẽ nằm giữa ON nên mình sẽ có là MN sẽ bằng ON trừ OM nhé. Ta có. Ta có OM cộng cho MN sẽ bằng ON. Như vậy xuống dòng MN sẽ bằng. Giờ MN giữ nguyên cộng chứng khoán trừ như sẽ bằng ON trừ cho OM. Giờ bằng 8 trừ cho 4. 8 trừ 4 thì bằng 4 đúng không? Như vậy là MN sẽ bằng 4 cm nhé. Giờ như mình thấy là OM bằng 4 cm, MN cũng bằng 4 cm. Mà M nằm giữa ON nên mình kết luận là M chính là trung điểm của đoạn thẳng ON đúng này. Vậy M là trung điểm
Cố đồng hành. ON. Vậy M nằm giữa. Ô và em. Mà mình có là ô em bạn. Em bạn 3 cm. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống thầy? Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng dễ hiểu, bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sớm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.